Đang đến với chương trình Yêu Quậy Chí Hơn, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Và chúng tôi xin cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ chương trình này. Chương trình chờ đợi vào lúc 19 giờ tối thứ bảy mỗi tuần để gặp gỡ quý vị trên kênh HTV7. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng xem ai sẽ đến với Yêu Quậy Chí Hơn ngày hôm nay. Đội màu đỏ, Mạng Long, thí sinh Phúc Minh, 1 tuổi, cân nặng 8kg, thích chơi điện thoại, thích đọc sách và thích gọi ba ba. Hạng rồi, thí sinh Khánh Nghi, 3 tuổi, cân nặng 19kg, thích nghe kể chuyện và chơi đồ hàng. Hạng nặng, thí sinh Anh Vinh, 6 tuổi, cân nặng 32kg, sở thích là thích chơi game và đọc sách. Đội màu xanh, Hạng Long, thí sinh Khánh Linh, 1 tuổi, cân nặng 10kg, bé hay cười, hay uống sữa và thích đấu bông. Hạng rồi, Thiện Nhân, 3 tuổi, cân nặng 20kg, thích uống sữa, khi ngủ và xem siêu nhân. Hạng nặng, thí sinh Châu Anh, 6 tuổi, cân nặng 25kg, bạn thích múa khi nghe nhạc. Đội màu vàng, thí sinh Thiên Ân, 1 tuổi, cân nặng 9kg, bé rất thích cười. Hạng rồi, Bảo Nhi, 3 tuổi, cân nặng 20kg, thích hát và đập gối trước khi ngủ. Hạng nặng, thí sinh Quang Minh, 6 tuổi, cân nặng 30kg, Minh hay Châu này, thích bơi lội và xem phim hoạt hình. Tất cả các thí sinh đã sẵn sàng, giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào Yêu Quậy Tí Hơn. Xin chào mừng quý vị đến với Yêu Quậy Tí Hơn vòng đầu tiên giải vô địch Hạng Long. Các thí sinh ở giải vô địch Hạng Long là ba thí sinh nhỏ tuổi nhất của ba đội, nhưng thành tích họ rất là đáng nể. Và ngày hôm nay họ sẽ đến với chúng ta trong một phần thi mang tên Bò Nhanh. Rất đơn giản, từ vạch xuất phát, các thí sinh sẽ thi nhau bò đến đích. Ai bò nhanh nhất được 3 điểm, người về nhì được 2 điểm và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm mà thôi. Cho nên cả ba thí sinh hãy cố gắng, thôi tùy đi, muốn bò thì bò. Ở đây là các bậc phụ huynh sẽ giúp đỡ cho các thí sinh rất nhiều. Ở đây mẹ sẽ hướng dẫn các em bước vào chỗ, bên kia ba bà sẽ kéo những con thú để dụ các bé. Đó là một trong những điểm đặc biệt của Yêu Quậy Tí Hơn. Và bây giờ mời ba vị phụ huynh các chị đặt các bé vào vị trí và phần thi bò nhanh bắt đầu. Bò theo đi con, kéo lên bà, kéo nhanh cho bò. Rồi đúng rồi, con bò theo con đó, con bò theo con đó. Con bò đi, lên. Hai quả tí tên màu vàng về đích rồi. Tí tên màu xanh, cố lên nào. Hay quá. Kết quả ở giải vô địch Hạng Long này như sao? Đội màu vàng còn rất nhanh nhẹn và nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Đội màu xanh, đúng rồi, vỗ tay đi, con nhận được 2 điểm về cho đội của mình.
ra cuối cùng màu đỏ. Con khóc quá và không chịu bò. Con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Xin cảm ơn cả 3 đội chơi. Và chúng ta hãy cùng đến với giải vô địch hạng rồi. Kết thúc phần thi bò nhanh. Đội đỏ 1 điểm, đội xanh 2 điểm, đội vàng 3 điểm. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng rồi. Nào, cả 3 thí sinh, các con giơ tay chào mọi người đi. Đúng rồi, chúng ta hãy cùng làm quen với nhau một chút nào. Đội màu vàng, ở nhà con có thường phụ giúp ba mẹ không? Con giúp ba mẹ làm gì, nói chứ ta nghe nào. Con giúp ba mẹ quét nhà. Quét nhà. Con giúp ba mẹ lau nhà. Lau nhà. Con giúp ba mẹ với hạt cờ. Hay quá ta. Vậy thế còn bạn màu đỏ, ở nhà con có em bé không? Con có mấy em bé? 5 em bé. 5 em bé luôn. Vậy con có thay tã cho em không? Con thay mấy cái tã? 5 cái tã. 5 cái tã luôn. Vậy khi con thay tã vậy em bé có khóc không? Không. Vậy em bé có cười không con? Có. Em bé cười sao? Hi. Dạ quá, em bé cười hi hi. Vậy còn chàng trai, con có giúp ba mẹ làm việc nhà không? Hả? Con giúp làm việc gì? Quét nhà. Quét nhà. Con quét sạch không? Thiệt không? Thiệt. Rồi, tất cả các con đều rất giỏi, biết phụ giúp ba mẹ nè, biết chăm em bé, biết lau nhà, biết nấu canh nữa. Hay quá. Vậy thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thử giúp ba mẹ một công việc nhỏ thôi, đó là thay tã cho em bé trong phần thi thay tã. Chú Toàn sẽ dành cho các mỗi bạn 2 phút 30 giây. Các con sẽ mở cái tã cũ của em ra, bôi phấn ở mặt trước, mặt sau, thay tã khi nào có hiệu lệnh cho hắn làm. Và sau đó mặc vào một cái tã mới. Ai mặc chính xác nhất, đẹp nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người dây nhi nhận được 2 điểm và người cuối cùng nhận được 1 điểm thôi. Nhớ nha, đây, mỗi bạn sẽ được nhận một cái tã mới. Ôi, tã rất đẹp. Và các con hãy bắt đầu thay tã cho em bé đi. Bắt đầu. Đằng trai của các em chứ ạ. Đúng rồi, cả mặt sau nữa. Nhanh lên, chúng ta sắp hết giờ rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đâu, chàng trai ẩm em bé lên chú Toàn xem nào. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem nha. Đội màu vàng. À, đã là chính xác, tuy có hơi tệ một chút. Rồi, con đặt em bé nằm đây. Thế còn đội màu đỏ, con đưa cao lên em lên chúng ta coi nào. Cũng còn tệ. Giỏi lắm. Thế còn chàng trai. Chú Toàn phát hiện là cả 3 bạn đều mặc tã cho em bé tệ gần cái đầu gối luôn. Nhưng không sao, quan trọng là các con đã biết cách mặc tã đúng không nào. Và bây giờ sẽ là điểm số của cả 3 đội. Đội màu xanh, con chậm nhất và con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Đội màu đỏ, con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Và
đội màu vàng. Con mặt nạ rất tốt, con ẩm em lên chậm hơn bạn một xíu thôi, và con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Nào, bạn xin bắt tay với bạn không? Bắt tay với bạn không? Đàn trai nữa. Cảm ơn các con đã thực hiện phần thi này. Và bây giờ chúng ta hãy xem các em ở giải vô địch Hạng Long thi như thế nào nhé. Mời quý vị. Kết thúc phần thi thay tả, đội đỏ 4 điểm, đội xanh 3 điểm và đội vàng vươn lên 5 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch Hạng Long. Và lần này các thí sinh sẽ cùng nhau bước vào phần tranh tài ở phần thi thi uống sữa. Chúng ta có 2 phút 30 giây và các thí sinh mỗi người sẽ nhận được một bình sữa với thể tích như nhau là 60ml. Trong vòng 2 phút 30 giây, thí sinh nào uống nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm, người dây nhì được 2 điểm và người cuối cùng được 1 điểm. Đó là luật chơi. Còn thể hiện như thế nào? Chúng ta hãy cùng bước vào trò chơi thi uống sữa với các thí sinh ngày hôm nay. Bắt đầu. Chào các bé bình sữa. Xem ai uống ngoan nha. À, con uống sữa đi. Con uống đi. Rồi con tự cầm lấy. À ha. Thí sinh màu vàng đã từ chối phần thi của mình. Cố gắng lên con. À, màu xanh rất giỏi. Đỏ cũng rất hay. Băng hoang nè. À, thôi con uống sữa đi chống mặt quá. Thôi té. Có một người báo đã hết sữa rồi. Ai vậy? Trời ơi, con xanh hả? Con hay quá. Thêm một bình nữa nha. Không cao. Đội màu đỏ. Còn uống sữa không? Ngầm ngầm. Uống mang đi. Ngầm ngầm ngầm. Ngầm ngầm đâu rồi. Chúng ta sắp hết giờ rồi. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Có lẽ chú Toàn không cần xem xét bình sữa của đội màu vàng rồi. Đội màu xanh thì rất giỏi. Thế còn đội màu đỏ, con còn bao nhiêu sữa cho chú Toàn mượn nào? Cho chúng ta mượn đây. Bây giờ không có. Chúng ta cũng biết điểm con luôn. Và kết quả như sau: đội màu đỏ sẽ nhận được 2 điểm về cho đội của mình, 3 điểm thuộc về thí sinh của đội màu xanh. Còn con sẽ nhận được 1 điểm về cho đội màu vàng. Xin cảm ơn cả 3 thí sinh đã tham gia phần thi này. Cảm ơn quý vị phụ huynh đã trợ giúp. Và chúng ta hãy cùng trở lại với giải vô địch Hạng Rồi. Phần thi uống sữa đã kết thúc với số điểm như sau: đội đỏ 6 điểm, đội xanh 6 điểm và đội vàng 6 điểm. Chào mừng quý vị đã trở lại với giải vô địch Hạng Rồi. Nào, 3 thí sinh, chúng ta cười với khán giả đi. Cười rất tươi.
Bây giờ chú Toàn muốn hỏi nè. Thôi bỏ tay xuống. Hỏi nè. Ở nhà ai mang vớ cho con? Mẹ. Vậy cho con cũng mang một lần mấy chiếc vớ? 2 chiếc. Còn con thì sao? 2 chiếc. Con mang 2 chiếc vô 2 chân hay là 2 chiếc vô 1 chân? 1 chân. Ờ, 2 chiếc vô 1 chân. Vậy đó. Thôi bây giờ như vậy, chú Toàn muốn các con sẽ cùng nhau tham gia một phần thi mang tên mang vớ. Chúng ta có 2 phút 30 giây để các con chạy lên phía trên lấy đôi vớ của mình về và tự mang vào chân. Hãy mang sao cho thật đẹp. Người mang đẹp nhất và nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người về nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm mà thôi. Nhớ nha, mỗi chân mang 1 chiếc vớ thôi, con nhớ nha. Nào, bây giờ thì hãy các con hãy bắt đầu chạy lên lấy đôi vớ của mình. 2, 3, bắt đầu. Con lấy cái này, con lấy cái này. Chạy về. Con mang vớ vô. Đúng rồi. Đúng rồi. Hãy làm như bạn màu vàng nè. Banh vớ rộng ra. Dạ. Đút cái chân của chúng ta vào. Kẹo vỡ lên. Con bỏ chiếc vớ này xuống, con mang trong chiếc này là con cầm. Rồi, con mang cái vô chiếc này. Kéo xuống con cũng vậy. Hay lắm. Kéo lên. Giỏi quá. Bắt đầu với chiếc vớ thứ hai. À, đội màu đỏ và đội màu vàng đang bắt đầu với chiếc vớ thứ hai rồi. Chàng trai của đội màu xanh kéo chiếc vô con ráng lên. Đúng rồi. Hay quá. Bắt đầu với chiếc vớ thứ hai luôn. Con mở rộng chiếc vớ ra, mở dần rộng ra. Đúng rồi, giỏi lắm. Mở rộng ra, mở rộng ra. Hay vô, mở rộng ra. Rồi, mở chân vô. Con sao? Mở rộng chiếc vớ ra. Rồi, ép chân vô. Ai da, nhét cũ lại bắt ra. Bắt ra. Nhớ nha là nhét cũ 5 ngón chân, 5 ngón chân, nhét 3 ngón vậy. Cố gắng lên. Chú Toàn rất tiếc là không thể giúp được con. Đây là phần thi mà. Thế còn màu đỏ, cố gắng lên con. Chúng ta sắp hết giờ rồi. Vất vả quá, chúng ta chỉ có 5 ngón chân thôi mà. Sao khó thế? Đúng rồi. Ai nhà sao rồi, cả 3 thí sinh đã hoàn tất phần thi của mình rồi. Đội màu đỏ, con mấy tuổi? Con 6 tuổi. 6 tuổi tức là tuổi con gì? Thì con rắn. Con rắn. Theo con rắn có mấy cái chân? Dạ không có chân. Không có chân vậy nó đi bằng cách nào? Đi bằng cái bụng nó ưỡn. Ở trường sao làm chú Toàn coi coi. Vậy đó. Thế còn bạn trai, theo con thì giữa con trai và con gái ai khỏe hơn? Con trai. Tại sao con trai khỏe hơn? Tại áo đỏ, theo con thì tại sao con trai khỏe hơn? Tại vì con trai mập hơn. Mập hơn và khỏe hơn. Vậy thì bạn gái, giữa con trai với con gái ai khéo hơn? Dạ, tức là con gái rồi. Vậy nè, ở trò chơi này con phải thi đấu với 2 bạn trai. Vậy con nhắm là con có chơi lại 2 bạn trai không? Vậy con nhắm là con có thắng không? À, muốn biết thắng hay không chúng ta phải chơi đúng không nào? Và trò chơi ngày hôm nay của chúng ta mang tên vượt chướng ngại vật để lấy bóng. Các con sẽ từ vạch xuất phát chui qua một cổng rào. Cẩn thận nha, cổng rào hơi thấp đó. Nhảy qua một bụt nhỏ, lấy một quả bóng. Tiếp tục nhảy qua bụt, chui qua cổng rào và trở về đặt lên vị trí của mình. Làm như thế với quả bóng thứ hai và quả bóng thứ ba. Ai là người mang được quả bóng thứ ba về đầu tiên thì sẽ nhận được
3 điểm. Người dây nhì nhận được 2 điểm. Và người cuối cùng nhận được Bắt đá 1 điểm. Bây giờ thì cả ba bạn mở rộng chân ra, chống hai tay lên, quay người, chúng ta khởi những vai nào, bởi vì phải chui qua một cổng rào, mình phải nhảy qua một vùng nhỏ nữa. Khởi động đủ rồi, bắt đầu. Đúng rồi. Đội màu đỏ xuất phát nhanh lắm, cẩn thận coi chừng động cũng đau. Quả thứ hai, cả ba đội sát sao nhau. Ai sẽ là người đặt quả bóng thứ ba lên đây? Vàng, đỏ hay là xanh? Vàng, đỏ, xanh. Giỏi lắm cả ba bạn. Thở lấy hơi đi. Thở ra. Hít vô. Thở ra. Con mệt quá hả? Ra đây cho các bạn nhanh lên. Cả ba bạn đều rất nhanh nhẹn, lấy bóng và đặt bóng rất nhanh. Tuy nhiên thứ tự thì có khác chút xíu. Và đội màu xanh con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Đội màu đỏ con đang con dùng bụng bò đi lấy được 3 trái banh và con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Rất tốt, và chúng ta hãy cùng đến với phần thi tiếp theo của giải vô địch hạng nặng. Phần thi được chiến thể vật để lấy bóng. Đội đỏ 10 điểm, đội xanh 8 điểm và đội vàng 12 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch hạng nặng. Và hãy chào mừng sự trở lại của ba thí sinh chúng tôi. Dừng lại. Hãy dừng ở đây, bởi vì trò chơi chúng ta sẽ diễn ra tại chỗ này. Trên con người ta, trên cái chân là cái gì? Là cái bụng. Trên cái bụng là cái đầu. Trên cái đầu là tóc. Trên cái tóc là mũ. Đồng ý, đồng ý. Thế còn bạn màu vàng, nói cho bạn nghe, ở giữa cái bụng là cái gì? Là lỗ lún. Lỗ lún dùng để làm gì? Để xuất dầu. Khi nào cũng xuất dầu? Khi mà mình đau bụng. Khi đau bụng thì xuất dầu lỗ lún. Rồi, vậy còn bạn gái, nói cho Toàn nghe, ở trên cái mặt có cái gì? Dạ có mũi, có mắt, có miệng. Vậy nếu cái mặt mà không có cái miệng được không? Dạ không. Đó, cũng không được luôn. Đúng rồi, tại sao chú Toàn hỏi như vậy? Bởi vì phần thi của các con tiếp theo sẽ là phần vẽ chân dung. Mỗi đội sẽ có một khuôn mặt chân dung ở trên đây. Và các con, khi có tín hiệu chú Toàn, các con sẽ chạy về bục, lấy từng bộ phận trên khuôn mặt một, trở lên và xem đó là cái gì thì dán đúng vị trí của nó. Nghe đây, ai hoàn tất khuôn mặt nhanh nhất và chính xác nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người thứ nhì được 2 điểm và người cuối cùng chỉ được 1 điểm mà thôi. Nhớ nha. Nào, chúng ta có 2 phút 30 giây cho công việc này. Hãy sẵn sàng. 1, 2, 3, bắt đầu. Nhảy lên, nhảy lên. Đúng rồi, con nhảy lên. Con nhìn xem đó là cái gì, con dán vào khuôn mặt. Cẩn thận coi chừng một mắt thấp một mắt cao nha. Tiếp tục đi con, tiếp tục. Thank you.
xong chưa? Dạ ba bạn xong chưa? Từ đội màu đỏ. Đúng không nào? Mắt, mũi, miệng, chân mày. Khá lắm. Thế còn đội màu xanh? Không, quay lại chúng bạn coi. Cái này nè là chân mày. Đó, đúng chưa? Thế còn đội màu vàng, cái mũi đầu. Đúng rồi. Vậy sao khi nãy con dán ở dưới đây vậy? Có ai mũi nằm dưới miệng không? Không có. Cho nên bây giờ là lúc chú Toàn công bố điểm của cả ba bạn đây. Đội màu đỏ, con dán một khuôn mặt chính xác và nhanh nhất, con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Đội màu xanh, con có sai lầm ở chân mày và mũi, cho nên con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Và đội màu vàng, con cũng có một chút sai lầm ở cái mũi và cái miệng. Thôi thì chú Toàn chấm trước đây là một lỗi, cho nên chú Toàn cũng cho con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả cuối cùng. Kết thúc cuộc thi vẽ chân dung, đội đỏ 13 điểm, đội xanh 10 điểm và đội vàng 14 điểm. Và bây giờ là kết quả của siêu quậy thứ hai ngày hôm nay. Đội màu xanh 10 điểm, nhận được huy chương đồng với những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu mua quà trị giá 900.000 đồng. Đội màu đỏ đang có 13 điểm, nhận được huy chương bạc với những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 1.500.000 đồng. Và đội màu vàng, các con đang có được 14 điểm, đạt huy chương vàng, những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 3.000.000 đồng. Thưa quý vị, chương trình Siêu Quậy Tí Hon cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Đến đây là chương trình. Tôi xin cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau.